Chào quý vị. Sau đây, mình mời quý vị cùng với mình đi tham quan xa lộ về đêm ở thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, các bạn nhé. Vì thành phố Houston là một thành phố lớn của tiểu bang Texas và cũng là một thành phố lớn của nước Mỹ, nên lưu lượng xe cộ lúc nào cũng đông đúc dộn dịp. Quý vị ạ, chúng ta đang đi trên xa lộ 59 theo hướng Bắc. Sau đó chúng ta sẽ cua trái vào xa lộ 45. Xa lộ 45 là xa lộ nối giữa hai thành phố lớn của tiểu bang Texas. Đó là thành phố Houston ở phía nam và thành phố Dallas ở phía bắc.
Cảm ơn quý vị đã đi theo mình tham quan xa lộ về đêm ở thành phố Houston. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo quý vị nhé.